một số bạn đồng nghiệp làm chung chung chi nhánh Thủ Đức này. Thì là ngày hôm nay rất là bất ngờ á, thì không biết là hôm nay tự nhiên cái bàn hoa á, không biết hôm nay nó tổ chức cho các bạn. Thì lúc là bất ngờ luôn, tưởng đâu là tổ chức cho những bạn là tháng 9 tháng 10 thôi, nhưng mà không ngờ tự nhiên là MC Minh á là gọi đẹp lên, lúc đó là không biết gì hết, thần lên mây gì đó. Tự nhiên hôm nay mà tại sao là nhóm tổ chức lại có tên Đạt trong đó, nhưng mà cái này Đạt cũng rất là xúc động, thì rất là xúc động khi mà đội nhóm đã tổ chức cùng chung thế này, rất là vui. Và đặc biệt tinh thần thế này chúng ta làm việc rất là đoàn kết và rất là tốt. Thì mong muốn rằng thì sau này những bạn khác thì chúng ta có tinh thần đoàn kết giống như thế này, tuy mà món quà này không quá lớn nhưng mà sẽ có giá trị biết sao. Đôi lúc những chúng ta thành công là chúng ta sẽ nhớ những cái giây phút rất là tuyệt vời như thế này, và đôi lúc sau này chúng ta thành công, chúng ta đi những cái vùng khác thì chúng ta nhớ là đội nhóm cho chúng ta ngày hôm nay đó là điều rất là tuyệt vời. Thì rất là cảm ơn đó là đầu tiên là bạn Hoa và bạn Minh đã tổ chức cái buổi chúc mừng sinh nhật cho ngày hôm nay, dành cho chúng ta để cảm ơn cho rồi. Rất là cảm ơn tiếng dưới và tiếng này tham dự cái buổi ngày hôm nay, thì đó là chân thành cảm ơn và không có gì nhiều. Thì chút xíu nữa lại có, tại vì cái món quà này không biết nó rất là có giá trị rất là nhiều, nhưng mà mỗi người thì chúng ta cùng nhau thưởng thức một cái món bánh thế nào, để có món bánh tình cảm thế nào, tại sao này chúng ta còn nhớ mình nhau những cái giây phút như thế này. Rồi sao phải được mình